Hello hello, xin chào tất cả anh em đã quay trở lại với channel của mình. Và ok, hôm nay thì mình sẽ đi làm cho anh em một cái giáo án trên con tàu RF Hansa Project 1199 đây. Và có một bạn nào đấy, mình không nhớ tên lắm, đại khái bạn nhớ hay comment bạn ấy bảo làm cái đồ Halloween ấy. Thì mình cũng có đi tìm rồi, nhưng mà cái đồ Halloween thì thực ra nó không phải là toàn diện ở trên cái tất cả những cái vũ khí đâu. Ở đây mình có tìm qua hết rồi, nhưng mà mình nghĩ là chỉ có cái loại cái này nó là tên lửa năm mới anh em ạ, Happy Swarmer. Pháo thì cái loại pháo này là dòng cái loại pháo hình như mình nhớ nó là cái sự kiện Valentine thì phải. Đấy, thì mình sẽ phối đúng cái combo này nhá. Nó phải có đủ tất cả bốn vũ khí, từ tên lửa, pháo, phóng lựu như lôi. Cái này thì mình sẽ lắp cái loại Firework Launcher. Cái này Pumpkin Launcher thì mình cũng lắp rồi, cho nên là thôi, mình sẽ chơi lại Firework Launcher nhá. Chẳng có loại nào khác rồi anh em. Tất cả đây hết rồi. Còn ngư lôi thì chắc chắn rồi, cái đồ Halloween thì nó sẽ là cái này. Đấy, những cái khác thì nó không có nhiều cái sự lựa chọn lắm. Đấy, cơ bản đồ thế là đầy đủ đúng không anh em. Còn về cái phần vũ khí phòng không thì cứ 4 các full với 4 cái thai chim Bakinsa mà chơi thôi. Còn trực thăng 20 hết. Đấy, đi 8 luôn anh em nhé. Mình cũng phải cảnh báo trước luôn với anh em là cái combo này thì chúng ta chủ yếu là đi làm chơi cho nó vui thôi nha. Chơi nó vui chứ thực ra nó không phải là mạnh đâu. Anh em đừng có quá là hy vọng vào cái sức mạnh từ cái đồ trang bị như thế này. Mặc dù thì con An Trang 199 thì chúng ta biết này, mọi thứ nó rất ok, chỉ có cái tốc độ và độ cơ động thì nó hơi chậm một chút, không phải là quá tù. Nào, chiến luôn xem nào. Ồ, mình nghĩ là chắc mấy cái đội hình này chắc là ok rồi. Mang mấy cái giáo án này thì chúng ta không thể nào mà gặp mấy ông pro được. Gặp mấy ông pro nó vả chết anh em ạ. Ồ, không chết à? Tôi lại tưởng không chết thì quá là hư cấu. Đấy rồi, chúng ta chuẩn bị có khứa rồi anh em ơi. Có một khứa sắp vào trong rồi. Con 20 hack này chơi này hay đấy anh em ạ. Đâu rồi? Lượng nhanh thế. Giời ít ra rồi ơi. Tôi chạy nghe. Ôi anh em ơi, cái combo này nó dí út rồi ôi. Không thấm. Không thấm. Combo này mình nghĩ chắc là chỉ có lùi lại ở phía sau này để thấy địch nó rõ hơn thôi. Đây ra thí nghiệm cho anh em đấy. Ôi giời ạ. Bắn không thấm luôn ấy. Mày này. Ừ. Sao rồi? CG73 này. Thằng CG73 này. Mày có chết không? Em xin mạng. Đúng rồi, cái combo này thì như vậy chúng ta đã có được cái kết cục rồi nha. Đó là cái combo này đi chơi vui vui thôi. Nó vả ra cái là chết à. Chưa phá được. Không ăn được cái chứ. Ôi ôi, bà con ơi, cứ cẩn thận ha. Bản cái là chết đấy. Chúng ngươi xả cái Happy Swarmer. Chứ ngươi kẻ địch tí là bị cắn. Cái Firework Launcher này mình thấy hình như nó có cái nhịp nó hơi chậm đấy sao anh em ạ. Cái gì đấy? Ui ôi. Tôi sao một cái Firework Launcher này lại không chống được ngầm anh em ạ. Combo này khả năng là phế vật rồi. Combo này là phế vật rồi. Ui dồi ôi, toàn. Ui, thằng tông gầm nó đang oanh tạc ở phía sau kìa. Chết không? Lên. Tao mày thì lên thôi. Ôi, nó cù nó chậm lắm anh em à. Đây rồi. Nào, từ từ, đứng ở phía sau đây này. Cái
thằng nguy hiểm ở phía sau thì không tập trung vào chơi nó mấy khi nó nổi lên đâu. Rồi ạ. Đấy, mấy khi nó nổi lên đâu, nhưng mà combo này chơi thực sự nó quá nguy hiểm anh em ạ. Không nên nhiều. Ủa, bay chậm không kìa. Gặp mấy ông pro chơi sao nổi. Rồi ạ. Đi tiếp. Chết rồi. Dí từ lúc nãy ra là được một thứ bốt rồi. Cái phóng hiệu này đúng là nó cần phải có thời gian ấy, mặc dù là mình vẫn đang giữ đúng hướng nha. Vẫn đang giữ đúng hướng, nhưng mà nó vẫn cứ khi mà phong tiêu nó có cái màu cam cam, tức là nó chưa sẵn sàng để nó bắn. Khá là kỳ lạ. Tại lâu không chơi, không để ý cái cách hoạt động của nó. Mình nghĩ là chắc ngày chỉ làm một trận như thế này thôi, chứ trận sau phải đổi cái phóng vụ khác em bảo. Như thế này thì nó sẽ mất đi cái sức mạnh rất nhiều từ con Anta. Công hiến thì nó cũng chỉ thế thôi, chứ nếu mà bây giờ lắp cái bộ trang bị như thế này mà đi gặp những cái đối thủ nó cứng cựa, đảm bảo chắc chắn là toang luôn rồi. Cái này không phải là đối thủ yếu hay gì, mới là mình tự thua ấy. Mình lắp cái trang bị là mình tự thua luôn đấy. Ôi, lâu quá anh em ạ. Thà là cái nắp cái pool skin lang chơi mình thấy còn hay hơn. May nha, may đúng ý, thằng tàu ngầm ở phía sau không làm gì mình ý. Nó mà dí mình là cũng xác định là toang. Cái pool lang chơi này mình nghĩ là anh em nên bỏ đi. Nếu mà lắp một khinh hạn thì được. Trận này thì mình sẽ giữ nguyên và chỉ thay đổi mỗi sang cái pool skin lang chơi thôi. Cái pool lang chơi thì bỏ luôn. Chiều buồn nghiêng nắng, biển Bắc mênh mông lang thang mình ta. Cái này nó chỉ gọi là cải thiện một chút về cái khả năng bắn ở tầm trung bình, tầm gần thôi anh em nhé. Còn về khả năng gây sát thương thì nó cũng không có gì quá là vượt trội hơn đâu. Điểm nhấn chính thì vẫn là X3 tên lửa, vẫn là cái loại hạ đề anh em mình thấy Happy Swarmer này. Nào đội bạn có CBN78, bên mình có cũng CBN78. Có cảm giác bên mình không tin tưởng được lắm, toàn mấy ông level thấp quá. Nhưng mà mình nghĩ có thể là do cái tính năng nó ghép trận, ghép đội anh em ạ. Tức là mình mà mang cái vũ khí nó càng cùi ấy, thì cái tỷ lệ nó xác suất nó sẽ ghép cho mình những cái người đồng đội ấy, nó cũng sẽ kiểu như thế thôi. Những người đồng đội mà nó mang cái vũ khí ở cái tầm như thế thôi. Bắn hạ ngay. Con không người lái cực kỳ nguy hiểm. Quắt giò heo. Đây rồi. Đấy anh em sẽ nhìn đây này. Cái này nó gây sát thương nó khác nha. Có cái này nó gây sát thương nó khác bọn hẳn nha. Đó, chạy đi. Cái nhịp hồi nó sướng không? Có cái nệt. Đó, đang yên đang lành thì ăn không của nó bao nhiêu rồi. Mình tiếp. Góc này thì ngư lôi không trúng đâu anh em. Chạy đấy, nó định chạy đấy. Nhanh đấy. Biết ngay là không tin tưởng được vào cái đội này cơ mà. Tin được. Chết không. Không chết này. Rồi. Cứ phía đang bắn vào em. Chịu. Ôi té.
Ủa, 26 cái này được chứ nhỉ? Nghĩa là chắc cố may mắn thì thoát được cái pha này. Hỗ trợ anh em ơi, hỗ trợ. Hay quá, có anh em hỗ trợ đây rồi. Có anh em hỗ trợ nó lại khác rồi. Bắt đầu quá anh em ơi. Bắt đầu thực sự luôn đấy. Bên mình cứ chết hết anh em ạ. Nào cũng dính quả ngư lôi ấy kìa. Chết hết rồi anh em ạ. Còn đúng hai người thì chịu rồi. Ngay là cái team này là không tin tưởng được cơ mà. Nhìn tao cũng gà mà. Úi dồi, mình bắn tận một củ hai rồi. Chịu rồi, có bắn này chịu rồi. Không làm gì được. Rồi rồi rồi. Thế là anh. Thế là chị tôi dụng bông hoa đào. Bắn súng nó đuối quá. Trời ơi, đi công hiến này quá, bắt em đi công hiến cho các anh à. Nỗ lực thì em ăn được hai mạng rồi. Giò heo ở 26 nó lợi nhỉ. Có cái tên lửa kháng mũi mồi ấy. Quá lợi thế. Ok, cũng chỉ đến thế mà thôi. Tất cả được hẳn hai mạng xong mà đồng đội cũng toang hết à. Trời ơi, level 19, level 24. Một cú 7 anh em nhé. Nhưng mà mình nghĩ là chắc là phải thay đổi một cái loại tên lửa đi. Chủ lực là tên lửa lắp cái Happy Squammer này đúng quá báo. Lắp cái gì bây giờ nhỉ? Poptic Rocket đi. Thử cái loại này nhá. Cái loại này nó ngon tí đấy. Buồn lắm anh em mà. Đấy, lúc đầu vào trận nhìn thấy bảo là không tin tưởng được rồi. Cái map đấy thông thường ít người ta, nếu mà chúng ta mà đi đơn lẻ với nhau nhá, 10 người hoàn toàn đơn lẻ với nhau ấy, thì thường cái map mà khô cằn đấy, cái vùng đất khô cằn hay bên dưới khô cằn nhỉ, rất ít khi mà họ sẽ đi chung với nhau. Thường thường sẽ đi thành hai hướng, khá là nhỏ. Rồi trận này thì cũng khá cỡ hơn tí, nhưng mà đội bạn đi bá đi điên chứ nhỉ. Thôi đành phải chấp nhận thôi, biết làm sao giờ. Nhìn thấy toang trên mặt rồi nhưng mà không làm gì được, trang bị quá lỏ. Bỏ ra một cả đống AC để mà tậu con Acha 199 này về. Rồi cuối cùng lắp cái bộ trang bị như thế này. Trời ơi. Sao đồ bạn không thấy check map nhỉ? Đồ bạn không check map là em check cái nhỉ? Nâu nắm thì gặp một con Pismark anh em ạ. Nâu nắm luôn đấy. Cái gì đấy? Cái gì đấy anh em? Cái thằng tiên phong này. Đây rồi, có góc bắn đây rồi anh em nhá. Ra đây là có góc bắn đây này. Này bình thường. Hốc được bao nhiêu đam hết? Hơn trăm. Chiu chiu. Sao này. Cứ bình tĩnh mà thưởng thức. Nào, cái thằng nó định quay đây này. Nhanh đấy em ạ. Nhanh đấy. Em đi là cũng nhanh đấy. Rồi, xong rồi, bà con ơi. Sao để nó đi bên này nó ăn được nhỉ? Sao đang lành anh em lại khủng bên này rồi? Ôi, lý do. À,
hơi lâu, mình có cảm giác hơi lâu anh nhỉ. Thôi chắc là ba thằng nó lọt được sang bên này. Máy với cuộc đời nha em. Đố mình đây mà. Toàn mấy cái thằng đầy máu. Úi giời ơi, may nhá. May anh ấy né mình một tí nhá. Ôm cho mình một tí, mình né một tí đấy. Thò ra. 3-3 đấy, trận này căng đấy anh em à. Trời ơi, đi ra cái là nhẹ nhàng tình cảm. Thằng này chơi game chưa bao giờ biết bỏ đồng đội. Sai ơi. Thằng này chơi game chưa bao giờ biết bỏ đồng đội. Hình như là ba thằng này, nó là ba thằng đi chung anh em ạ. Ba thằng này chắc chắn là ba thằng đi chung với nhau rồi. Chính xác. Mình vừa ấn lên tag mình nhìn thấy rồi. Nhưng mà mình các bạn hơi xui cái là gặp đúng mình. Mình nói thẳng là mình chơi game mình chưa bao giờ biết bỏ đồng đội. Ok. Ba thằng đi chung nào. Đấy rõ ràng nha anh em thấy không, cái lợi thế của cái việc đi chung nhá. Lúc ý ba thằng ấy lúc đầu ấy mà nó phối hợp ăn ý nhá, là kiểu gì nó còn ăn chết cả mình luôn cái quả đấy. Nhưng mà nó lại theo kiểu thằng đi trước thằng đi sau, nó cách nhau hơi xa. Thành ra là nó không đủ sức để tiêu diệt được mình thôi. U quắt sổ heo ạ. Ui sorry anh em nhé, hẳn nào mình thấy nó cũng có vấn đề. Hóa ra từ nãy giờ mình mang cái pom stick này mình chưa nâng cấp. Ui điên thật chứ. Ê chỉnh đấy. Thôi được rồi. Sorry anh em nhé, hẳn nào mình thấy bắn nó lỏ sao ấy. Cái pom stick này này. Rồi ok. Mình đang tính đi thay đổi cái loại tên lửa khác, nhưng mà tự dưng mình lại phát hiện ra là chưa nâng cấp. Ui giời ạ. Không có nào nhục nhã như cái này. Rồi làm lại nhá. Này ra là đam nó sẽ to hơn rồi, mà nạp lại nó cũng nhanh hơn nhá. Đừng có đùa. Ui ôi, sao trận bạn này có đội bạn này có tàu sân bay tấn công. Hỏng hết bánh kẹo của em à. Tôi phản đối. Ý, cho tôi cái đội hình lỏ. Không một trận nào được bình yên anh em ạ. À. Trận nào cũng lỏ. Kinh rồi. Né thôi. Đã mang trang bị cuối rồi còn cho cái trận này trên này. Hình như mình thấy có cái gì đấy ở đây này. Có cái gì đấy đây này. Đó mình thấy đây này nhưng mà không làm gì được. Mình thấy nhưng mà không làm gì, chịu thôi. Xa quá, nhìn thấy sân bay rồi nhưng mà xa quá, đi quá đà. Thôi để cho thằng sinh hạng kia nó đi. Ở lại mất map luôn. Đánh sân bay này. Khó đánh rồi, khó đánh rồi. Ôi, đi phổ quyền của thằng Nizhen. Nizhen kinh rồi. Khóa đây, khóa chơi rồi. Đáp mình là toang rồi. Ông này thì... À, đang đi móc. Đây, ông bắn đi. À, tôi để yên đi ông bắn. Tiếp. Nhìn mắt sợ lên ạ. À. Đứng im dí mình anh em ạ. Kinh. Mình rất ghét cái thằng sân bay mà kiểu như thế nha. Chơi kiểu đứng im dí. Xin lỗi luôn. Ừ, sao không có đam nhỉ? Dí như vậy là có đam mà. Ngư lôi đã phá hủy. À nó tính xong mình phá hủy trận đấy. Đấy anh em thấy không, thằng sân bay đấy. Thằng level 50 đấy. Úi trời ơi, có chết không?
không chết, không chết anh em ạ, dính máu không chết. Thôi, này lại đến lượt mình vậy. Bạn đi viễn chinh mà không thành công thì thôi, mình đi viễn chinh tiếp. Còn nếu mình mà lao lên hỗ trợ cho thằng đấy mà bỏ anh em ở nhà thì nó lại chửi cho. Mình nghĩ anh em ở nhà thủ được với tình hình này. Lúc đầu trận thì chưa biết thế nào thôi. Con này 8 phòng không đấy. Bây giờ mình phải lo thằng sân bay kìa. Hỗ trợ nó chỉ đến thế thôi, từ nãy giờ bắn được đúng 100k tham anh em ạ, một cái vẹo gì. Ra đây thì nhìn thấy rồi. Từ nãy giờ chưa một cái trận nào, chứ cái trận này khó khăn thật, không có sân bay. Tất cả nó chỉ mù. Kinh, anh em thấy kinh không? Cắn cái nhà chứ. Người ta bảo thoát chết thì nó chỉ thoát một lần thôi. Ở đâu ra cái trò mà bất tử mãi thế? Người ta vừa bắn, người ta vừa hồi máu ấy. Lại cuối cùng là chính mình là cái thằng ra tay mình xử chết thằng ấy luôn. Rồi trở lại đam ít quá anh em ạ. Cái việc mà anh em nâng cấp tối đa một cái loại tên lửa ấy, nó không giúp cho anh em cái việc mà khóa mục tiêu nó nhanh hơn đâu. Cái khóa mục tiêu nó là cái mặc định rồi. Nó chỉ có giúp cho anh em là cái sát thương cao lên này, và thời gian nạp lại thì nó nhanh hơn. Cả cái độ bền nhá, cái độ bền thì vẫn giữ nguyên. Riêng về cái khoản độ bền và cái thời gian khóa mục tiêu nó là cái mặc định rồi. Có sao thì chúng ta chơi vậy. Trận này thằng Izanami bên mình chơi hay đấy. Lúc nào nhìn cứ tưởng có vẻ như lò lò nhưng cũng hay. Thôi thế này là chấp nhận được rồi. Một cái trận đấu mà không có cơ hội để mà bắn. Một bên có sân bay tấn công, bên không có. Sân bay tấn công thì nó dí mình. Đàm thấp thì cũng được. Câu kéo cho anh em là chính. Chắc nó hạ được rồi. 2-1 không chột cũng què. Và tầm này 1-1 không chột thì cũng chết. Chết được đấy. Thì ra mình chơi được đấy. Được rồi, bỏ đi. Bỏ cái loại tên lửa đi. Thấy nó bựa lắm rồi đấy. Mà chắc là khi mình sẽ phải đập đi, mình xây lại từ đầu. Tức là sẽ phải thay máu lại. Chứ ở đâu ra cái trò mà tàu sân bay nó đứng im, nó xả mình. Cay đắng. Quá là cay đắng anh em. Tôi đi chơi loại khác. Tôi chơi X51. X51 này nó mới uy tín. Tôi chơi về đúng cái combo thường dân này. Tôi sẽ trở về là một người thường. Ngư lôi nắp cái loại Tiger Shark. Đấy, trở về làm người thường anh em nhé. Trở về với cái combo người bình dân. Em sẽ trở về làm dân thường. Thấy nhau cái em vã cái X51 vào mồm ngay. Ở đây chúng ta chỉ được gọi là chơi vui vui cái đồ Halloween hay đồ Tết, cái đồ gì nhỉ, Valentine chứ còn thực sự nó quá lỏ. Ngay từ đầu em còn đang ước tính ra rồi những cái gì nó lỏ nó sắp chờ đợi em rồi. Rồi trận này thì bên mình có 3 hộp đi tiên phong, cái này chắc chắn là thắng rồi. Mình nói thật đấy, nhìn này nó biết thắng còn gì nữa. Cái vấn đề nó chỉ là thủ tục thôi, ra map là có tiền. Ngầm à. Ui, huyền thoại cơ à. Kinh quá nhỉ. Các ông làm gì thì ông cứ làm nhé. Bên mình cũng ngầm bên này. Ui, đang chuẩn bị lại con trực thăng thì ông nào nó bắn mất rồi. Mình nghi là có ông nào mang giao án. Mày này, thằng súng vật này. Quá anh em ạ. Xa quá. Được rồi, đứng bắn hỗ trợ bên này đi. Không được bên đi thì đành chơi bên này vậy. Đội bạn nó cũng toàn là cáo già đấy chứ. Đâu phải là đội dễ chơi. Đúng không? Nhìn toàn level thấp này toàn cáo già phết đấy.
Nam này sẽ chắc là đứng thủ được rồi. Bực mình ghê là cái tốc độ con này nó chậm quá. Khu trục 20 hải lý khác gì với Tuần Dương. Ui ôi, ba ông đứng thủ này anh em này. Đối với những cái ông mà nó có tên nickname kiểu Trung Quốc này này, hoặc những cái clan Trung Quốc này, anh em đừng nên coi thường đấy nha. Rồi. Không được, dày quá, không thể chuẩn được. Rồi, đến đây thì nó chết rồi. Nào. Ôi, bây giờ em cho cái X51 vào mồm đây. Nó cứng quá anh em ạ. Anh em cứ đi. Xin đừng run và đừng sợ. Bắn mấy thằng này bắn phải nắn nó vào. Ô, quá. Oh no, bắn X51 sao bắn lỏ đấy nhỉ? Cái đội này nó xác định nó thủ anh em mà nó không lên. Ai tiên sư để chúng nó chứ. Đúng thủ lên bằng chết luôn thôi này. Kinh chưa? Ui trời ơi, mấy cái bóng này đây chị. Làm gì căng, đứng thủ của chúng tôi làm gì căng. Thôi cho hai ông kia ủi lên đi, mình ăn lúc bên này thôi. Chịu rồi, bắn ông bên kia xa quá. Nhưng mỗi lần thì cứ vào vá rồi phát. Đam thì mình ăn nó hơi thấp. Bắn từ kiểu xa quá. Bắn gần thì mình không nói. Xa quá anh em ạ, nhìn thấy cái gì cả. Không biết cái điểm nào để mà ngoặt nó vào. Trăng thì mất rồi. Này anh em nhìn này, level thì cũng bình thường thôi. Toàn level 2, 2 mấy, 4 mấy này này. Nhưng mà nó chơi kiểu núp ấy, nó khó chịu thật ấy. Bắt mình phải dâng lên à. Ui dồi ôi, còn tên là Hamas nữa chứ nhỉ. Thế thì kinh rồi. Thằng này ra đây thì mình xử đẹp luôn. Chắc đây có thể là cái nguồn đam cuối cùng của mình đây. Cái nguồn đam hy vọng đây. Cái này nó xả nhanh lắm, như ông nào mang cả RBK cơ. Rồi, cả bà chị nhà nhìn máu kìa. Tụt không phanh luôn. Chết nhanh quá. Đấy. Ui giật. Chạy với chúng tôi này, Thề đúng cái trận đấu này không bên nào chịu lao lên. Bên mình cũng lì, bên nó cũng lì. Chắc là cống hiến tiếp trận nữa vậy. Chơi thế nó không vui. Mà không ấy, ít nhất phải có tàu sân bay anh em ạ. Phải có một con tàu sân bay đi để hai bên nó còn sang công nhau đúng không? Cứ đi bộ với nhau xong cả hai bên đứng thủ thì đến bao giờ? Em sẽ là người ra đi. Tàu sân bay người ta. Vậy nhưng mình đứng ngoài cùng. Ui không có rồi. À có đây. Có đây. Bên kia không không qua. Cũng hơi ghê đấy. Đây chúng ta nhìn qua thông qua cái đội hình này thấy hơi ghê đúng không? Mình không nói là đội bạn nó mạnh hay nó yếu gì nhưng mà trận này có cảm giác hơi ghê.
Ây chà chà, 4 tuần dược, 3 tuần dược, 1 tuần dược 7. Không dại gì mà em đi trước cả. Biết ngay mà. Kinh quá. Anh em thấy sức mạnh của 003 chưa? Chí chán thì mỏi tay thôi. Úi dồi. Nào đây. Cái này mày bị ngáo à? Mình chẳng lo cái thằng này rồi, nó đi phía trước mình rồi này. Mình chắc mình cú đầu nhỉ. Ô, bảo là ông nào? Tôi chết rồi, thế như lại có chỗ nào nó nhìn ra cái mình rồi. Ôi giời, từ tai thật. Lại dí mình. Ôi tai thật chứ. Dí từ nãy giờ có mất máu đâu mà cứ dí. Trời ơi ạ. Ta phải làm cái gì có ý nghĩa đi. Mẹ tin mình chơi được ấy. Mình chỉ nói là hơi ghê ghê thôi. Còn phải xem cái cách ông xử lý thế nào. Những cái này là ok đấy. Các lại gì mình tiếp chứ. Đâu sao ông nào nhỉ? À ông Arkansas à. Ông Arkansas ông ấy là người Vena. Tình quá. Đây đúng không? Ok. Dính đây. Kinh quá. Mình nghi cái ông người Việt Nam ở đây này. Yeah, chưa. 200k máu nữa đây. Cho thêm tiền không chết được đâu. Ok. Rồi là bất lực rồi nha. Mình nghi là cái ông bảo ấy thật ý. Người ta hay thường bảo là như thế này này. Cái cách mà chúng ta xác định là như thế này này. Ăn nhanh đi chậm hay cười. Hôn trộm bắn bậy là người Việt Nam. Ôi giời ơi. Cái gì đấy, cái gì đấy. Cứ đứng kẹt kia mình cơ à. Anh bạn cứ núp đi. Ui giời ơi, Bảo ơi. Anh đến đây này. Ui giời ơi, anh tưởng em như thế nào. Hóa ra lại thế này. Ui giời ơi. Kinh. Đấy, con này nó bao tháo anh em ạ. Ba pháo không đùa đâu. Ghê quá. Thôi cái máu cho nó chạc. Mình đã bảo rồi. Ăn nhanh đi chậm hay cười. Hôn trộm đái bậy là người Việt Nam. Hay chết chết. Con ngoan không hại với rồi đâu Bảo ơi. À, căn sát của em bây giờ chỉ có 6 pháo để cứu được em. 3 pháo thì không được. Sân bay bên em nó chạy rồi. Làm gì có ai cover cho em nữa đâu. Đấy, cái mạng quyết định là anh sẽ không bắn em đâu. Ok, bye bye. Đúng là ăn nhanh đi chậm hay cười. Rồi, ok, một đống đạn mồm đấy. Rồi chắc là cũng chỉ thế thôi. Ô, không chết à? Tôi đã để im cái màn hình rồi mình không chết nữa gì. Toàn để nhường anh em cả thôi. Khôn lắm. Mình bảo rồi, bắn cái kiểu mà rình đi ra một cái chỗ xa xa để bắn núp. Chí của anh em Việt Nam có cái kiểu thế. Ôi giời ạ. Có nên làm tiếp nữa không nhỉ? Chắc thôi. Thôi con em này chỉ chưa đến thế đâu. Con Amcha này trước giờ mình có nhiều clip lắm rồi. Cái combo này thì chắc là anh em cũng không còn lạ gì đúng không? Chẳng qua có khác chăng một đến hai cái vũ khí gì đấy thôi. Đấy thì cái trang bị của cái con Ancha đấy, cơ bản là mình sẽ làm về cái đồ Halloween, cái đồ Valentine ấy. Đồ Tết nữa. Nhưng thấy nó lỏ quá. Chuyển sang cái đồ combo bình dân làm cho anh em một hai trận. Và cảm ơn anh em đã xem hết cái video của mình. Hẹn gặp lại tất cả anh em trong những video tiếp theo.